Hồi đã đẹp trai rồi còn nhiệt tình nữa. No. Cộng một điểm. Thôi để anh cởi áo lên hỗ trợ em luôn nè. Trời ơi, kêu gì làm đó à, đúng là thiệt, con người hay thiệt. Nhưng mà em thì chỉ thích Khoa thôi. 10 điểm. Trời ơi. Hello anh, hello chị. Chào anh Nhậm. Dạ. Ngày xưa là anh bên đội sửa xe hay sao mà anh đổ dùng nhất cái gì? Tại vì là em thấy là không phải đồ nhà em thì em cứ dài thôi. À. Đây đây đây, đúng rồi, đang hỗ trợ em. Dạ ok, cảm ơn anh. Hồi đã đẹp trai rồi còn nhiệt tình nữa. Đó. Cộng một điểm. Hôm nay em làm món gì đây? Hôm nay em sẽ làm món hamburger mì tôm. Wow, hamburger mì tôm nghe lạ. Cộng một điểm nữa. Nói chung là bây giờ thì em thấy là ngoài cái việc mà đẹp trai nhiệt tình ra, nếu như mà chẳng may mà anh có hỗ trợ em một tí nữa, em còn đánh giá anh là con người ngoài đẹp trai còn ga lăng nữa, có tinh tế. Thôi để anh cởi áo lên hỗ trợ em luôn nè. Trời ơi, kêu gì làm đó à, đúng là thiệt, con người hay thiệt. Các ngày lễ thì thường thường người ta thường thích gọi là tặng nhau bằng quà tặng, quà cáp các thứ. Đúng. Nhưng mà em thì chỉ thích Khoa thôi. 10 điểm. Trời ơi. 10 điểm. Trời ơi. Chị thấy hay quá, cái không gian cái tô này nó bự. Vậy mà cái trứng cũng lọt ra ngoài được. Thật là hay luôn á. Em nghĩ là để cho em nó làm đi, để mình đứng đây hồi em nó hát luôn đó. Ủa tại sao mà tự dưng em có một cái này rồi, em chạy ra đây lấy một cái nữa làm chi? Chị, anh gắt bên đầu chị. Chị biết tại sao không? Sao? Tại anh á, sức hút của anh đến cả những cái mà đồ vật chất bên ngoài nó cũng hút đó, là em chuyện của em rồi. Kéo từ kia sang đây. Thôi thôi chắc mình đi thôi, đi thôi, mình thôi, đi để đi. Em nó tập trung mình làm. Đi ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ trải cái bột ra nè mọi người. Giống làm bánh, giống làm chè thiệt á. Rồi. Đây con tôm bóc vỏ rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái phần bột này, cuộn nó lại. Ăn nó sẽ không có ngán. Thì trong lúc mà đợi cho dầu sôi, mình sẽ nhúng cho con tôm đi tập bơi nha mọi người. Thì mình đầu tiên mình sẽ cho nó bơi qua trứng gà hồi nãy mình đánh. Dầu có vẻ là đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho em tôm của mình đi tắm suối nước nóng. Chào mừng quý vị, các bạn đã trở lại chương trình Chinh Phục Thực Khách. Ba vị thực khách của chúng ta sẽ chơi một cái game để mà giành cái quyền ai là cái người quyết định cái thứ tự thưởng thức món ăn của khách mời. Thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay mang đến một trò chơi mang tên là ăn bánh bằng cơm mặn. Ai ăn bánh trước thì người đó có quyền quyết định, ok? Là chỉ cắn cái là được rồi đúng không? Đúng rồi. Ôi, rồi, 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 chơi, chơi, chơi. Bắt đầu. Đây là gì? Chán đó. Nó dính dầu quá. Chưa có quay vậy. Xuống rồi nè, xuống được một đất than. Cực khổ quá vậy nè. Sao mà ăn uống mà cực quá vậy? Mỏi quá. Wow, đụng một con mắt rồi nè. Có người đắng rồi, mừng quá ba ơi. Có người đắng rồi. Có người thơm nha. Mừng quá. Mừng quá. Mà nó không xuống luôn rồi. Rồi, chuẩn bị chúng ta sẽ đón nhận cái món ăn như thế nào để mà Linh Lê có thể đưa ra quyết định chính xác là ai sẽ thưởng thức đầu tiên. Vâng, xin mời hai vị khách mời của chúng ta. Được quá. Wow.
Wow, hấp dẫn nha. Rồi em đi, gửi vào đây. Ý ơi, nhìn hấp dẫn dữ ta.